Xin chào các em, cô tên là Bùi Thị Hoài. Cô rất vui mừng được chào đón các em đến với chương trình Toán lớp 1. Trong giờ học hôm nay, có một người bạn đồng hành với chúng ta. Các em có đoán đó là bạn nào không? Thưa cô, xe này gần thêm một hộp quà ạ. Vì em đếm 1 từ 5, 6. Vậy 5 cộng 1 bằng 6 ạ. Rất tốt, chúc mừng các em đã tìm được kết quả đúng ở thử thách số 3 này. Cô, em có 4 con gấu bông, mẹ mua cho em thêm 2 con gấu bông nữa. Vậy có tất cả 6 con gấu bông ạ. Em giỏi lắm, vọng cô trò mình đã có một giờ học thật thú vị. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube